Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái vườn cam sành mình đang xử lý bông, đang ở cây 5. Thì đây là tổng quan cái vườn, đây là clip bờ bao, mình sẽ quay cho mọi người xem nó tiện hơn ha. Thì đây cây 5, cái clip bờ bao này mọi người, đặc biệt ở đây là cái cây nó hơi nhỏ và nó có ghẻ. Mình nghĩ là nó không ra bông đạt đó, nhưng mà mình thấy nó ra bông vẫn ok. Đây sẵn mình quay luôn để mọi người xem nó dễ. Thì cái cây này thì trước giờ đó thì mình cũng tạo mầm trên cái nền cũ mọi người. Đó là ABC lăng 86 gold, tạo mầm đỏ kết hợp với vài món nữa. Thì đây mọi người, đây là quá trình mình xịt là 7 cử với một cử phá lá. Là lý do đây là có mưa nhiều cho nên mình xịt nó tạo mầm nó hay cứng chút nha mọi người. Tuy nhiên á, mọi người thấy đây, cây vàng lá nó không có si cây nha mọi người, lá vẫn xanh đen đó. Giờ cái bài thuốc của mình là lá vẫn xanh đen, lá chưng đó mọi người. Đến giai đoạn này thì ảnh đang thúc được cái cử phân thứ hai rồi nè mọi người, cắt đọt vào vô xong cái cử phân thứ hai luôn, cho nên cây nó đang ướm bông ra gộ rồi đó mọi người. Đó, mọi người thấy cái bông nó trơn ra hết trơn rồi nè đó. Mọi người thấy cái thuốc này đó, cây cơ năm nhỏ ha, mọi người thấy xịt nhưng mà xịt nó vẫn không si cây, cái bông mình ra nó cũng mập nữa mọi người, lá non vẫn xanh đen, lá non cũng xanh mướt luôn. Mọi người thấy cái đây là cái độc tố nó cũng không có còn nhiều. Mình đang chuẩn bị cho anh phun kéo đọt kéo bông để cho nó gộ và đồng thời giải độc thêm cái độc tố trên cây. Quá trình mình xịt thao mầm mọi người, nó mọi người thấy bông đang ra gỗ tới vàng nóc luôn. Thì đây mình cũng thấy đây là bông chùm không mọi người, bông chùm xanh, lá xanh, bông mập. Thì cái quy trình cụ thể á, thì anh em có thể trao đổi với mình qua cái số điện thoại trên màn hình ha, nếu hứng thú mình sẵn sàng chia sẻ mọi người. Thì đây mình chủ yếu là chia sẻ cái kết quả mình làm được thôi, cho anh em thấy đây cây nhỏ nhưng mà mình vẫn xử lý bông đẹp và nó không có si cây, bông đang ra vàng nóc luôn. Mình đang chuẩn bị cho anh phun kéo đọt kéo bông, bông ra sâu dưới vàng chà, dưới vẫn ra hết vàng chà dưới luôn. Giờ kiến quá ta. Mọi người bông ra theo kiểu xẻ nách nữa, vẫn là phương pháp cũ. Nó dàn chân nó ra hết luôn, cây nhỏ và ra rất là mạnh. Đó, mọi người. Thì tạo mầm trên cái nền cây nhỏ này mọi người chú ý ha, là hạn chế chết chà, si cây và đồng thời là chặn được cái đọt nha mọi người. Vì cái giai đoạn này là có mùa mưa xuống rồi nè, cho nên mọi người chú ý cái dàn đọt ha, chặn được thì cây nó sẽ ra mầm đẹp. Mọi người thấy đây nó chưa nở luôn, bông bông mập mà chưa nở luôn, cái đọt thì đọt bông mình nó lên cái tắc hết trơn đó mọi người. Đọt non, lá non xanh mướt dài không còn độc tố rồi ha, của chặn đọt đó nha mọi người. Đó. Thì đây chính là tổng quan của cái vườn cam cây năm mình đang xử lý thành công, thì mọi người có thể tham khảo. Nó ra dàn chân thì gộ rồi. Thì cái này là khoảng 5 ngày cho đến từng đẩy nữa thì nó sẽ nở gộ thôi mọi người. Thấy cái bông chùm không? Bông chùm tương đối nhiều ha. Bông chùm này khoảng 80-90% là bông chùm hết mọi người. Thì video của mình tới đây là hết các mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha.